Rồi, thì trước khi bắt đầu cái nội dung chính thì mình dành ít thời gian để giới thiệu về môn học. Môn học này là môn mạng máy tính. Mình tên Vũ, chắc là tụi em gặp nhiều biết nhiều rồi. Ngoài mình ra thì còn có thầy Lai và thầy Hoài cũng sẽ tham gia dạy môn này. Tại vì trong học kỳ này là có rất nhiều môn học. Mình có nhiều lớp về mạng máy tính. Thì thứ hai này có tới 4 lớp ha. Rồi thứ tư là có hai lớp và thầy Hòa dạy, và thứ sáu có một số lớp thầy La dạy nữa, và nhiều thầy cùng dạy trong kỳ này. Thì nếu bạn nào mà về trễ cái giờ nào thì cố gắng là sắp xếp học việc khác được. Thì môn học này là môn học 3 tín chỉ, mình có 2 giờ lý thuyết mỗi tuần, là 2 giờ lab và 5 giờ tự học. Thì mục tiêu môn học là giới thiệu cho tụi em là những cái kiến thức, những cái công nghệ nền tảng của bạn máy tính mà chúng ta đang dùng hiện nay. Đó, và cũng giúp tụi em là có thể là có được cái khả năng lập trình những ứng dụng mạng cùng với thiết kế những mạng máy tính đơn giản. Đây mình nói đơn giản, chẳng hạn như là giả sử mình muốn thiết kế một cái mạng máy tính cho công ty chẳng hạn, thì mình biết làm như thế nào, là thiết kế một mạng máy tính cho trường đại học chẳng hạn, mình làm như thế nào. Về nội dung chi tiết ấy, thì trên slide tụi em sẽ thấy là nó học rất nhiều thứ, từ kiến trúc mạng máy tính cho các ứng dụng phổ biến trên trên internet, những cái giao thức phổ biến internet, rồi cái cách lập trình mạng, các giao thức cơ bản như là TCP, UDP, rồi chẳng hạn các cái công nghệ mạng không dây, đúng không? Nói chung là các phần thật những thứ liên quan tới mạng thì đều sẽ cung cấp cho tụi em. Sách giáo khoa thì có hai cuốn sách tụi em có thể đọc liên quan đến môn này. Cái môn mà cái cuốn sách màu đỏ là cuốn sách mà các thầy đang dùng bộ slide cho cuốn sách đấy. The Computer Networking, tốt đọc luôn. Và phiên bản số số 7, còn cái cuốn mà Computer Network phiên bản 2011 của tác giả khác thì cũng có thể dùng được. Và hai cuốn sách này thì tụi em đều có thể tìm thấy trong thư viện khoa ở nhà hàng 6. Về đánh giá, giá thì cái phòng bài tập thì 30%. Gồm hai bài tập lớn, bài số 1 thì là lập trình một ứng dụng mạng, bài số 2 là thiết kế mạng máy tính, mà thực hành exercise là thực hành là tính lắm là 10%, và thi cuối kỳ là 60%. Tuy nhiên nó có cái điều kiện thế này, bài tập tính lắm là bắt buộc, nên là nếu mà điểm lắm không có coi như là không có điểm bài tập lớn mà cũng không có điểm thi. Việc làm bài tập lớn là bắt buộc, nên là nếu không làm bài tập lớn thì cũng sẽ không có điểm thi, không được điểm thi luôn. Ở đây không làm có nghĩa là không nộp bài, còn nếu mà có làm một điểm được nhưng mà có nộp bài thì vẫn được thi. Đó là cái quy tắc như vậy, nên là cố gắng là làm bài tập lớn, và đồng thời là cũng cố gắng làm những bài tập trên lớp, nếu không là không có điểm. Thì đấy là những cái giới thiệu tổng quan qua về cái môn học. Thì về môn học tụi em có cái thắc mắc gì không? Nó thấy im lặng quá à. Riêng với đề cương môn học ha, tại vì đề cương môn học là có rất nhiều thông tin chi tiết, nên đó mình không không có nói đây, mình sẽ đưa cái đề cương lên trang web của môn học để em tham khảo, nên cũng không có đưa lên đây thì quá nhiều chi tiết ha. Mình chỉ tóm lược những nội dung căn bản nhất là trong 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 cái này. Rồi, nếu mà tụi em không có thắc mắc gì thì chúng ta qua cái nội dung của môn học.
Nếu được nhìn là đây là cái trang bìa của cuốn sách ha, cuốn sách phiên bản số 7 thì tụi em có thể mượn thư viện mà dùng. Cái bộ slide bài giảng này là của cái tác giả cuốn sách luôn, có thầy sướng lại thôi chứ cũng không có biên soạn lại làm cái gì. Còn về giảng dạy thì các thầy sẽ chọn một số nội dung là dạy và một số nội dung nào cũng dạy. Trong chương một này á, là mục tiêu chủ yếu là giới thiệu cho tụi em các cái khái niệm căn bản về mạng máy tính để mà tụi em hiểu khi nói mạng máy tính là nói cái gì, và sau đó thì sẽ trình bày chi tiết hơn các chương sau đó, các vấn đề liên quan đến mạng máy tính. Trong chương một thì có một số các đầu dòng như thế này. Mình bắt đầu với cái hệ thống internet. Thì câu hỏi đặt ra là internet là cái gì? Không biết là tụi em cách dùng internet cũng nhiều rồi đúng không? Hiểu như thế nào về internet? Thì trước hết lưu ý cái này. Chữ internet trong tiếng Anh, chữ y viết khoa. Là vậy, nó viết hoa là cũng có lý do của nó đúng không, chứ không phải là tự nhiên người ta viết hoa và nó có tên đơn đó. Vậy đó là một cái thực thể nào đó cố định, và viết hoa có nghĩa là tên của một cái mạng mà chúng ta đấy. Thì đấy là cái tổng quan internet để hiểu như vậy. Ngoài cái internet thì trên cái đất này nó còn cái mạng cái vi tính nó khác không thì câu trả lời là cái mà có là có thể có những mạng máy tính khác nhau cùng tồn tại, nhưng người ta đặt cái mạng mà đang dùng đồng đại này là mạng cái này đó. Không có nghĩa là nó là mạng duy nhất đó. Thì khi nhìn vào internet để chúng ta nhìn ra những cái mà gần gũi chúng ta nhất là cái PC, những máy tính đó, cái laptop, những cái điện thoại di động, những máy chủ, những từ chúng ta hay nghe đúng không? Những thiết bị này là những thiết bị chúng ta sử dụng, chúng ta chạy những ứng dụng bên đấy, là nó những thiết bị này để sử dụng được mạng máy tính và kết nối với internet. Thì những thiết bị như vậy người ta gọi chung nó là cái ancestor hay là host. Thì trong tiếng Việt mình ta hay dùng là cái hệ thống đầu cuối, thiết bị đầu cuối. Những cái thiết bị này á kết nối vào cái mạng hệ thống internet thông qua những cái kênh truyền, những cái đường kết nối, trao đổi thông tin, tiếng Anh gọi là communication link, cái liên kết, những trao đổi dữ liệu. Thì những cái đường này á thì có thể là mình cáp quang, có thể là mình cáp đồng, có thể là sóng vô tuyến, có thể tín hiệu vệ tinh, vân vân. Thì đây những cái hình dạng mà người ta là biểu diễn cái kênh truyền như vậy. Và những cái đường truyền như thế này á thì nó lại có một cái tốc độ, được cái đại diện là tốc độ đường truyền, gọi là transmission rate, này thỉnh thoảng gọi là bandwidth. Thì cũng cũng lưu ý thế này. Bandwidth là ghép từ hai từ tiếng Anh, từ band và width. Band là cái dải tần số, và width là chiều rộng của dải tần số. Như vậy nếu nghĩa gốc của nó là chiều rộng của dải tần số thì sẽ đo bằng hạt. Thì cái chiều rộng của dải tần số càng lớn thì tín hiệu chúng ta truyền qua cái kênh truyền đó nó càng lớn. Ngược lại cái chiều rộng mà nó hẹp thì tín hiệu nó sẽ truyền sẽ chậm hơn. Thì nó giống như cái chiều rộng của cái đường giao thông thôi. Đường càng lớn thì cái lượng dữ liệu hay lượng xe cộ qua lại cái mặt cách của tuyến đường nó càng lớn. Như vậy nếu mà đúng thì cái đơn vị đo của bandwidth nó sẽ là hertz. Tuy nhiên vì các sự tỷ lệ thuận giữa cái chiều rộng của kênh truyền và cái tốc độ truyền dữ liệu, do đó là chúng ta gọi chung là thỉnh thoảng người ta gọi cái bandwidth là cái đại diện cho cái tốc độ truyền dữ liệu. Và khi nói tốc độ truyền dữ liệu thì nó là bit trên giây. Do đó tùy vào cái ngữ cảnh mà tụi em đọc, tụi em sẽ hiểu người ta nói bandwidth cái nghĩa nào.
Rồi. Thì vừa rồi là mình nói những cái thiết bị đầu cuối ha, kết nối qua những cái kênh truyền không dây, có dây dây động có quang v.v. và những cái kết nối đó kết nối vào cái hệ thống trung tâm của mạng máy tính hay là phòng đổi mạng tính qua những cái router. Thì những dữ liệu nó sẽ đóng gói vào thành những cái gói tin và những gói tin sẽ chuyển qua đường link cho đến router. Thì cái router hay switch đó, nó giống như những cái giao lộ trên internet. Thì nó giống như những ngã tư, ngã ba ở ngoài thực tế vậy. Thì cái nhiệm vụ của router hay switch làm sao nó chuyển gói tin đến được cái đích mong muốn của người gửi, của mình gửi. Thì bức tranh trên hình vẽ người ta vẽ một cái tượng trưng những cái thiết bị trên internet và mối quan hệ nó như thế nào. Thì chúng ta thấy là thường chúng ta dùng internet hoặc là qua cái mạng điện thoại di động hay dùng 3G, 4G chẳng hạn, hoặc là chúng ta dùng qua cái mạng gia đình qua wifi hoặc là cái cáp mạng internet hoặc qua mạng gia đình để ra ngoài internet, hoặc là chúng ta dùng cái mạng của trường đại học hoặc là cái của các công ty. Thì mạng trường đại học công ty thì phức tạp hơn nhiều so với cái mạng ở gia đình. Và những cái mạng này á sẽ kết nối vào cái phần lõi, cái hệ thống lõi của internet, nó gồm cái mạng của các ISP, nên người ta đã ghi là regional global ISP. Cái ISP là giống như cái mạng của VNPT hay mạng của Viettel hay là mạng của FPT, đúng không? Đó là gọi mạng tính. Thì nếu ta nhìn kỹ phần lõi thì nó giống như là cái hệ thống mà đường giao thông, đường cao tốc và đường quốc lộ để mà truyền tải các dữ liệu nhiều cái mạng với nhau. Thì đây là cái đơn giản để hình dung cái internet. Hiện nay thì internet được dùng để làm gì? Hiện nay là chúng ta có những cái ứng dụng gì trên internet? Thì có lẽ trong những cái hình mà để trên slide này á, thì cái hình cái là nướng bánh mì có lẽ là bắt mắt nhất, đúng không? Thì nếu nhìn thông thường thì nó chỉ là một lần nướng bánh mì. Tuy nhiên ở đây á, cứ bỏ cái lá bánh mì vào mình nướng lên á, thì nhìn được cái vết cháy của nó và mình có thể biết được là cái thời tiết như thế nào. Thì ở đây nếu bạn nào mà quan tâm tới IoT này kia thì thực ra làm những việc này cũng không có, chỉ cần cái hệ thống kết nối internet lấy cái thông tin về dữ liệu về thời tiết về, người ta biết được nó như thế nào và ta làm cái hình người ta đã đúng người ta chạy cái phần thôi. Thì đấy là cái internet về cái ứng dụng có lẽ là hấp dẫn ha, mà trong cái vẻ cũng cười, đúng không? Ngoài ra có những ứng dụng phổ biến khác, chẳng hạn như là cái hệ thống mà đồng hồ điện tử để đo cái mức độ tiêu thụ điện trong nhà chẳng hạn, thì ở thành phố mình bây giờ cũng dùng khá phổ biến rồi, và đồng hồ mà gọi là định chế điện tử á, thì thay vì có phải có người đọc thì có thể nó gửi cái dữ liệu trực tiếp về cái trung tâm xử lý luôn, trung tâm bán điện luôn. Hoặc là cái tủ lạnh, tủ lạnh này thì có lẽ hơi lạ, tức là cái tủ lạnh mà có kết nối internet cho phép là người ta có thể là xem cái nội cái đồ đạc trong tủ lạnh từ xa chẳng hạn, hoặc là cách mở xem đồ đạc được biết cái gì trong đó để mà chuẩn bị đồ ăn, hay là cái điện thoại là internet phone hay gọi là IP phone, thì chúng ta có thể là gọi điện qua internet chứ không dùng cái cách điện thoại truyền thống nữa, hoặc là những cái gọi là cái TV box hoặc là cái điều khiển từ xa của cho cái hệ thống thiết bị trong nhà, đúng không? Thiết bị nhà thông minh, hoặc là cái đệm mà ngủ mà có cái cảm biến thì nó hôm nay bây giờ là có rất nhiều loại ứng dụng trên internet. Vấn đề là cái sức tưởng tượng của mình đến đâu thôi để mà chúng ta khai thác tốt cái hạ tầng internet. Chúng ta nhìn kỹ hơn internet một tí về cái khía cạnh kỹ thuật của nó. Từ từ internet thì nó ghép từ hai từ inter và network. Thì đó là internet có thể hiểu là network, tức là chúng ta có những cái mạng nhỏ hơn, nhỏ nó kết nối những mạng nhỏ thành một cái mạng lớn hơn, rồi chúng ta kết nối những mạng lớn thành những mạng lớn hơn nữa, vân vân. Nó cứ kết nối liên tục như vậy tạo ra một cái hệ thống rất lớn. Hiện nay internet có thể gọi là cái mạng kết nối toàn cầu, quy mô lớn nhất hiện tại toàn cầu hiện nay. Rồi khi mà hai cái thiết bị mà muốn trao đổi với nhau thì họ cần những cái quy tắc để trao đổi, thì chúng ta cần những giao thức, giao thức thì giống như chúng ta nói chuyện với nhau chẳng hạn, thì chúng ta cần cái quy tắc để mà trao đổi với nhau. Người ta dùng tiếng Việt là một cái ngôn ngữ để trao đổi thì đó cũng là một dạng quy tắc.
để trao đổi thông tin. Tiếng Việt thì nó có cái từ vựng, bộ từ vựng ai cũng hiểu cái bộ từ vựng đấy, và nó có cái ngữ pháp thì ai cũng hiểu ngữ pháp đấy, thì đó là những bộ quy tắc tiếng Anh YouTube của Phật đấy. Thì mạng máy tính có một số cái giao thức mà phổ biến, TCP, IP hoặc là HTTP, không, đó là những giao thức phổ biến, và có lẽ là bạn nào cũng nghe rồi, bạn cũng hiểu hết rồi. Đó. Và Internet thì nó có những cái chuẩn về kỹ thuật. À, thì cái chuẩn đó là do cái tổ chức gọi là Internet Engineering Task Force. À, cái tổ chức này á, nó theo dõi và nó quản lý các cái chuẩn mà được sử dụng Internet. À, thì giả sử nếu mà chúng ta có một cái ý tưởng nào đó hay là một cái công nghệ đó ta muốn áp dụng rộng rãi Internet, à, thì chúng ta có thể là làm một cái là request for comment, à, để mà cộng đồng người ta đánh giá. Khi mà giả sử là được cộng đồng ủng hộ và người ta đánh giá là tốt, thì dần dần nó sẽ chuyển thành một cái trục để chúng ta để chia sẻ cộng đồng sử dụng. Đó là cái cách mà những cái chuẩn như TCP IP xuất hiện trên Internet vậy. Nếu nhìn ở mà góc độ mà dịch vụ, à, thì Internet nó cung cấp cái dịch vụ, à, cho người sử dụng hoặc cho những ứng dụng mà chạy trên nó. À, đối với cái góc nhìn mà cho người sử dụng, thì giả sử chúng ta đang ngồi đây, à, chúng ta học online, là mình nói chuyện với tụi em, như vậy là cái Internet nó cung cấp một cái hạ tầng mà trao đổi dữ liệu, à, để mà cái mà ứng dụng nhà hàng như là cái Google Meet chẳng hạn, nó có thể mà lấy thông tin từ phía mình chuyển cho tụi em và ngược lại, à, như vậy nó có thể hiểu là cái hạ tầng, à, cung cấp dịch vụ cho trao đổi thông tin cho các ứng dụng như Google Web hoặc là email, game, v.v. Và với Internet thì chúng ta cũng có thể là sử dụng một cái thư viện lập trình cho chúng ta để chúng ta phát triển những ứng dụng mình. Thì cái này tụi em cũng sẽ học, thì những cái gọi là cái API căn bản của API căn bản để mà tương tác với cái hệ thống mạng máy tính thông qua các socket. Mình nói thêm tí về cái protocol. Thì cái định nghĩa mà ghi rõ như vậy, cái giao thức là nó định nghĩa cái định dạng order và cái thông điệp mà gửi và nhận qua cái mạng máy tính, à, và những cái hành động mà khi bên gửi bên nhận, à, nhận được cái thông điệp như vậy, à, thì đấy là cái định nghĩa chung, à, thì đối với cái giao thức mà nếu giao thức mà áp dụng cho con người á, thì thường nó linh hoạt hơn, à, tại vì con người nó đồng ra là phải thông minh hơn, đúng không, mình hiểu một cách là linh động hơn. Còn cái giao thức mà cho mạng á, thì để cho máy nó hiểu, mà máy hiểu thì thường ta phải định nghĩa rõ ràng. Đó. Đó là cái giao thức. Thế ai có thể định nghĩa được giao thức? À, thì nó nôm na là ai cũng có thể định nghĩa ra giao thức mạng. À, nếu chúng ta biết ứng dụng cho mình, thì rõ ràng là chúng ta phải định nghĩa cái quy tắc để ứng dụng mình trao đổi dữ liệu với nhau. Nha. Thì đó là chúng ta đã làm được giao thức rồi. Quan trọng là nó phức tạp và nó đơn giản. À, và chúng ta dùng nó như thế nào thôi. Không. Rồi. Như vậy là mình đã hết cái nội dung 1.1. Nào, tụi em có cái thắc mắc gì không? Và đến bây giờ cũng có 12 bạn. Và sao bị sập vậy? Mình vẫn vào được mà, không biết là các bạn bị sao, mình vẫn đang ở cái trang BKL nãy giờ mà vẫn thử cái link được.
Tụi em có cách nào mà nhận tin nhắn được các bạn không? Gửi mail mà mình đâu có email các bạn đâu mà gửi liền. Mà mình kiểm tra lại một cái. À, cái lúc nãy á, lúc nãy là do cái sự cố à, như đó là được rồi. Rồi mình thấy nhiều bạn gửi email tin nhắn báo là xin nghỉ học chiều nay à, chắc có lẽ là đó một phần không. Rồi thôi quay lại thì mình có bao nhiêu mình học bao nhiêu thôi, bây giờ các bạn thi thì thôi để các bạn thi à, thì có liên quan nội dung vừa trình bày tụi em có thắc mắc gì không? Ừ, tụi em có thắc mắc gì về, về nội dung trình bày vừa rồi không? Còn nếu không thắc mắc gì, chúng ta qua cái phần kết. Ok, ha, tiếp tục ha.
Rồi, thì vừa rồi giới thiệu tụi em là những cái khái niệm và căn bản về Internet. À, bây giờ chúng ta đi sâu hơn tí nữa về về về, về cái chi tiết kỹ thuật nào. À, thì trong mạng máy tính, những cái thiết bị đầu cuối chúng ta dùng á, chẳng hạn như là máy chủ, là điện thoại di động, laptop vân vân, thì được gom chung một nhóm, được gọi chung nhóm gọi là thiết bị ngoại vi của mạng, hay là cái network edge, nó nằm nằm ngoài rìa của mạng máy tính. À, nếu nhìn những sơ đồ này, nếu cái router này cái lõi thì những cái thiết bị này nằm ngoài rìa, nằm ngoài tính, tức là nằm phía bên ngoài, đúng không? Tuy nhiên gọi là rìa nhưng mà nơi đó là nơi mà tất cả các hoạt động của chúng ta xảy ra đấy. À, tôi đọc email, chúng ta xem phim, chúng ta chơi game v.v. đều trên những cái phòng đấy, đúng không? Những thiết bị rìa này nè sẽ kết nối qua cái internet, thông qua những cái gọi là cái access network, hay là cái mạng mà bạn tiếp cận. À, thì cái access network thì nó cũng đơn giản, chúng ta kết nối qua cái dây, cái kết nối không dây, rồi kết nối vệ tinh vân vân, hay đơn giản. Và thông qua những thiết bị kết nối đơn giản như vậy, chúng ta kết nối qua cái phần lõi mạng tính thì chúng ta gọi là cái network core. Thì phần lõi như trình bày lúc nãy cho tụi em á, nó gồm chỉ gồm cái router và nó kết nối những cái mạng máy tính lại với nhau. Nếu chúng ta hiểu là cứ mỗi khu này, mỗi cổng này là một khu dân cư, một khu dân cư, một khu phố, thì những cái phần lõi máy tính nó giống như hệ thống giao thông mình nối những cái khu đó lại với nhau. Đó. Như vậy, như vậy mình nói là cái mạng tiếp cận thì có những cái loại mạng gì mà dùng để cho chúng ta có thể kết nối từ những thiết bị đầu cuối, thiết bị ngoại vi đó, vào trong cái mạng máy tính được, vào internet được. Thì người ta chia thành ba nhóm, ba nhóm là kể kết nối qua cái mạng của khu dân cư, người ta gọi là residential access network, là kết nối qua cái mạng của một công sở, một trường đại học, hay là kết nối qua các thiết bị di động. Thì chắc là đa số chúng ta đang ngồi đây thì dùng trong hai cái nhóm thôi. Nhóm thứ nhất là dùng cái residential access network, hay là cái nhóm cuối cùng là mobile access network, là dùng 3G, 4G để vào mạng máy tính. Còn mà vào cái institutional access network, chủ yếu là chúng ta khi dùng ở trường, ở công ty. Ngày nay trường đóng cửa rồi, không ai đấy không, cho nên ta rơi vào trường học 1, trường học 3. Đó. Và khi mà phân loại, khi đánh giá những cái mạng này thì thường người ta dùng một đại lượng là tốc độ truyền dữ liệu bandwidth để mà so sánh với những mỗi mạng như vậy, nó có đặc điểm như thế nào. Và lưu ý là cái bandwidth trong cái nghĩa này người ta dùng là bit per second ha. Rồi. Và trên slide là người ta trình bày về cái DSL, một công nghệ dùng cách đây vài năm thì nó còn phổ biến và giờ nó ít rồi. Nhưng mà trước ADSL nó có một cái mà dùng phổ biến xa nữa là và dial-up network, hay là dial-up network, cách đây chắc khoảng 3 4 năm rồi. Cái thời điểm mà cái mạng máy tính mới hình thành thì để vào internet thì người ta dùng dùng cái đấy. Dial-up network thì nó hoạt động như thế nào, thì nó dùng để kết nối một cái máy tính ở nhà vào một cái mạng internet thông qua cái hệ thống điện thoại. Thì nó cũng tương tự như cái hình này nhưng nó không chút khác biệt. Đúng. Thì ở phía nhà chúng ta có cái điện thoại, và điện thoại này kết nối qua đường dây điện thoại để vào cái hệ thống mà mạng điện thoại. Thì thông thường ta gọi điện thì nó chạy từ cái điện thoại qua cái mạng điện thoại để vào phần lõi của mạng điện thoại. Người lưu ý là mạng điện thoại nha, cái này gọi điện thì nó qua mạng internet. Cái hệ thống dial-up á thì nó dùng đúng cái đường dây điện thoại đó để vào internet. Thì cái đầu này á thì máy tính nó kết nối qua dây điện thoại, cái đầu kia á, là mạng điện thoại kết nối vào mạng internet. Nó khác chỗ này, trong mạng này thì nó kết nối từ cái DSL AM này nó qua cái mạng internet. Còn còn cái mạng dial-up là kết nối từ cái telephone network này đi qua ISP, tức là nó kết nối đằng sau này. Thì để mà vào được đó, đầu tiên là người ta thiết lập một cuộc gọi, tiếng Anh gọi là dial, nó lý do tại sao gọi là dial vì vậy. Dial tức là cái máy tính này gọi điện đến cái điện thoại này, nó kết nối qua cái ISP này.
Thì đầu này cũng sẽ có một cái điện thoại ở ISP qua đường đó vào internet. Vì nó dùng đường dây điện thoại, do đó vì nó dùng cái băng không của cái giải thoại á, do đó nó cái tốc độ nó chậm. Cái modem mà đa lúc modem thì nhanh nhất cũng chỉ 56 kilobit trên giây. Và cái băng thông nó dùng á là từ 0 đến 4 kHz trên đường dây điện thoại. Tuy nhiên trên về mặt vật lý, cái đường dây điện thoại cho phép đặt băng thông lớn hơn nhiều, có thể lên đến là cả mega, trong khi cái dùng điện thoại hay là dùng đa ốc chỉ khai thác được là 4 kHz thôi. Vậy phần băng thông không sử dụng còn lại rất nhiều. Đó, thì cái giải pháp mà dùng là DSL thì nó khai thác cái phần bên trong còn lại cho cái internet. Thì cái sơ đồ này giống hệt cái sơ đồ trong bản này là sơ đồ về DSL. Như vậy phía nhà mình, phía nhà nó có một cái thiết bị gọi là splitter. Bản chất nó là tách tần số thôi. Cái tần số nào mà dùng cái điện thoại thì dưới 4 kHz đó thì nó chuyển qua cái điện thoại. Còn cái tín hiệu mà tần số nào mà lớn hơn 4 kHz thì nó chuyển qua cái modem để nó chuyển lên máy tính. Thì tại sao chúng ta dùng cái modem? Modem là cái bộ mà chuyển đổi dữ liệu. Nó modem viết tắt là modulator và demodulator để chuyển đổi dữ liệu. Thì dữ liệu máy tính ta hoạt động á là dữ liệu số, và nó khác với dữ liệu mà đi trên đường dây điện thoại. Thế đó nó còn cái bộ chuyển đổi từ cái sóng điện từ sang một tín hiệu mà có thể là hoạt động được trong mạng máy tính. Còn cái điện thoại nó không cần, vì điện thoại là thiết bị analog, tương tự analog thì nó hoạt động trực tiếp trên cái thiết bị trên dữ liệu analog được, không cần phải chuyển đổi. Và thì ở phía bên bên ISP là phía bên mạng điện thoại á, thì nó có một thiết bị gọi là DSL. Cái này á, nó cũng hoạt động chuyển tốc tần số thôi, cái tín hiệu thoại thì nó chuyển qua mạng điện thoại, còn tín hiệu internet thì nó chuyển qua ISP để kết nối với internet. Đó là cái vận hành của nó. Thì cái băng thông mà dành cho cái ADSL là từ cái dải tần số mà lớn hơn 4.000 cho đến cả gần 1 MHz, như vậy nó lớn hơn rất nhiều so với cái dial-up, là tốc độ nó nhanh hơn nhiều. Và khi mà dùng dial-up thì nếu chúng ta gọi điện thì chúng ta không thể mà dùng internet được, còn ngược lại nếu dùng internet thì không thể gọi điện thoại được. Còn với DSL thì chúng ta vừa có thể dùng internet vừa có thể gọi điện thoại đồng thời, tại vì nó dùng hai cái dải tần số khác nhau, nó không va chạm với nhau. Đó, thì tốc độ của ADSL thì tốc độ download mà cao nhất thì có thể lên đến là 24 Mbps. Còn tốc độ upload thì có thể là 2,5 Mbps. Tuy nhiên thông thường chúng ta sử dụng á, thường là để upload tầm 1 MB và download là tầm 10 MBps. Thì đây là cái công nghệ gọi là nói chung là DSL. Nhưng mà tại sao chúng ta thấy thỉnh thoảng ta gọi là ADSL? Và chữ A là cái gì? Chữ A là viết tắt cho cái từ là asymmetric, tức là bất đối xứng. Bất đối xứng như nào? Thì chúng ta thấy là download thì nó nhỏ hơn nhiều upload, thì nó gọi là bất đối xứng là chỗ đó. Còn lý do vì sao mà cái download mà nó nhỏ hơn nhiều upload là lý do là do nhu cầu sử dụng thôi. Vì theo nhu cầu sử dụng của người sử dụng á, thông thường người ta muốn là download nhiều hơn, xem video hay là download file này kia, thì cái dữ liệu download nhiều hơn, còn dữ liệu upload thì rất ít, chứa những yêu cầu lên mạng nó tính cái thôi là ít hơn nhiều. Là vì cái nhu cầu của upload ít, cho nên người ta thiết kế cái giải pháp, người ta dùng ít cái tài nguyên cho cái việc download, nhiều tài nguyên hơn cho việc upload, cho nên là bớt cái xuống là vì vậy thôi, chứ không cái gì biệt. Rồi một cách nữa mà cũng có thể dùng dùng để vào internet mà cũng dùng phổ biến hiện nay ở thành phố mình này, và dùng cái mạng phường hành cáp. Thì cái nguyên tắc thực tế nó cũng y hệt như là cái hệ thống mà đi xe. Khi dùng trường hành cáp là chúng ta sẽ có một cái dây cáp kết nối từ cái trung tâm dịch vụ này cho đến cái nhà. Và trên cái đường dây dẫn đó thì nó sẽ có một cái dải băng thông được sử dụng để mà truyền cái hình ảnh video, tức là để chúng ta xem tivi đấy.
Tuy nhiên á, trên đường truyền ấy thì nó vẫn còn một phần mà bạn không sử dụng. À, tại vì TV nó dùng hết, à, thì nó dùng cái dải băng thông đó cho cái việc mà truyền tín hiệu internet. Thì nó tương đương ADSL. Thì ở nhà nó sẽ có một cái gọi là splitter, nó chuyển tín hiệu qua TV và chuyển tín hiệu qua cái mạng máy tính, và nó sẽ có một cái modem, một cái bộ gọi là cable modem để chuyển tín hiệu nó đi trên đường dây dẫn này và cái mạng máy tính của mình. À, tuy nhiên giữa cái cable network và cái DSL á, tức là dây thoại, nó khác biệt ở chỗ là bên DSL á, cái đường dây cáp nó kết nối trực tiếp từ nhà cho đến cái mạng điện thoại, không có chia sẻ với ai hết. Còn cái đường truyền hình cáp thì nó là có chuyện là chia sẻ cho các nhà trên đường dây của nó đi. Thì lý do tại sao mà mạng truyền hình cáp nó có chia sẻ trong khi cái mạng điện thoại nó không chia sẻ là chỗ này. Trong mạng điện thoại là mỗi cái nhà sẽ có một cái số điện thoại riêng, do đó người ta cần cái đường dây riêng cho mỗi nhà để đảm bảo tính riêng tư, không chia sẻ chung được. Còn cái truyền hình cáp á, thì thiết kế ban đầu của nó, truyền hình nó chỉ đi một chiều thôi, tức là bên chỗ dịch vụ truyền hình á, họ phát tín hiệu và bên nhận á, thì chỉ cần nhận tín hiệu đó và giải mã và xem là được. Như vậy cái nó không có làm gì phức tạp cả, nó có một cái đường dây và nó nối tín hiệu, nó phát ra đến mọi nhà, cho nên khi nó phát ra cái là tất cả các nhà đều nhận tín hiệu hết, vì nên nó đi một chiều. Tuy nhiên khi mà chúng ta dùng cái phần băng thông còn lại dùng internet á, thì nó sinh ra vấn đề. Tại vì cái phần băng thông còn lại dùng chung á, thì gia đình nào hay cái nhà nào đều có thể tiếp cận cả. Cho nên nếu một cái thiết bị trên đường dây này gửi tín hiệu thì tất cả các nhà khác đều có thể nhận được tín hiệu cả. Do vậy về mặt mà chi tiết hơn á, cái việc mà gửi nhận tín hiệu mà từ cái modem này đến cái phía mà dịch vụ internet thì nó lại có khác biệt về mặt giao thức và mặt cái giải pháp mà truyền từ quản lý về tổng thể, thì nó trong nó tương tự về mặt phân bổ cái tài nguyên phân bổ của mạng thông. Tuy nhiên mà cái giải pháp cụ thể của việc truyền nhận dữ liệu thì nó lại khác nhau tí, và cái đặc thù là một đường dây riêng, đường dây đường dây chia sẻ chung. Đây chúng ta nhìn chi tiết hơn ha, là cái phía bên dịch vụ truyền hình á, thì muốn dùng internet thì nó lại có một cái đường kết nối qua cái mạng của ISP. Thì cái nào mà TV thì nó chỉ phát ở đây thôi, còn cái nào mà internet thì nó đi ra cái mạng internet thông qua cái ISP. Thì về tốc độ thì khi dùng mà cấp truyền hình á, cái tốc độ download có thể là đến tầm 30 Mbps và upload có thể là 20 Mbps, thì nó cũng là bất đối xứng với nhẹ đi xe vậy. Và những cái cáp thì nó dùng trước đây là dùng một cái đường cấp đồng, nhưng hiện nay đa số là đường cấp quang trong chương trình này. Thì mạng ba cái loại mà mạng kết nối mình trao đổi từ em lúc nãy, mạng dial up, mạng DSL, là mạng cable network, cable TV, thì đều dùng cho gia đình. Thì cái tác dụng chung của nó là cứ dây cáp nó kéo vào nhà thì nó phải qua một cái modem đạt, tức là chuyển tín hiệu từ cái tín hiệu trên dây cáp sang tín hiệu mạng tính. Rồi trong đó thì nó sẽ có cái router, rồi có cái wireless access point, cái wifi, rồi nó có những cái thiết bị nhận tín hiệu không dây, chẳng hạn wifi, đúng không? Chú ý là cái này nó không áp dụng cho 3G 4G ha. Liệt kê chi tiết là như vậy, nhưng mà thiết bị ở nhà chúng ta thì thông thường ba cái thiết bị này modem, cái router và cái server nó kết nối chung lại trong cái box, ở đây gọi là single box, do đó chúng ta thấy có một hộp thiết bị thôi chứ không phải là ba thiết bị lẻ như thế này. Tuy nhiên nếu chúng ta muốn mua thêm thì chúng ta có thể lắp thêm, ta tùy ý mình. Đối với cái mạng mà của trường đại học á, thì nó các khác tí, hay là mạng công ty đã khác tí. Thứ nhất là về cái quy mô, mạng lớn hơn rất nhiều. Chẳng hạn như cái mạng máy tính mà ở trường của chúng ta có hàng ngàn máy tính trong đấy, nó phục vụ cho hàng chục ngàn user, nó tập hơn rất nhiều so với cái mạng của gia đình, chỉ có vài người sử dụng đấy, khác về quy mô.
và vì quy mô khác nhau do cái thiết bị nó cũng sẽ khác nhau, là thiết bị trong trong mạng thì chuyên dụng hơn. Ở trường chúng ta có những cái switch chuyên dụng chứ không có cái chung một cổng như thiết bị gia đình được, vì nó đòi hỏi là cái độ bền rồi cái công suất sử dụng vân vân. Ừ, thường cái đường dây bên ngoài vào ấy, kết nối qua trong tập trọng em sẽ không thấy một cái modem ở đây à. Thông thường thế này, thông thường nha, không phải lúc nào cũng vậy à. Thì những công ty hay là những cái trường đại học họ thuê hẳn một cái đường truyền liên trực tiếp từ ISP đến cái địa điểm của mình luôn, mà không cần phải qua cái mạng của điện thoại di động hay là mạng của điện thoại, hay là cũng không cần phải qua mạng đường cáp. À, để họ có cái đường riêng như vậy, và cái đường riêng này thì nó cũng hoạt động tín hiệu là tín hiệu internet tốt rồi, do đó cũng không có lý do gì phải chuyển qua lại nữa, do đó không cần modem ở đây. Đó. Rồi cái mạng trường thì thường phức tạp hơn, như đó là đòi hỏi là người ta việc mà sắp xếp lại với nhau, thì chúng ta dùng cái switch như thế này để mà sắp xếp tổ chức lại cái mạng cái cơ. Đó. Còn về tốc độ thì những thiết bị thông thường mà hiện nay chúng ta mua thường tốc độ khoảng 1 GHz. Nhà tụi em mua cái máy đề bài thì các mạng nó bây giờ thường là khoảng 1 GHz, à, 1 GB trên giây, 1 GB. Còn những cái thiết bị chuyên dụng, chẳng hạn những kết nối những cái server lại với nhau, chẳng hạn trong mạng của trường mình, chẳng hạn thì cái tốc độ là 10 GB hoặc là hơn. Chẳng hạn cái trường mình, cái phòng máy tính của kho mình, phòng server của kho chẳng hạn, lên đến là 40-50 GB. Tốc độ nhanh hơn rất nhiều để mà copy hay di chuyển dữ liệu giữa các server nó nhanh hơn. Là công nghệ mà sử dụng cho các mạng của trường đại học phổ biến hiện nay vẫn là cái Ethernet. Là cái giữa các Ethernet tụi em sẽ học cái này sau. Rồi, thì ngoài cái mạng cũng sẽ như vậy, thì để vào thì thường người ta cũng có thể dùng mạng không dây. Thì không dây lên nó có hai loại, một loại là dùng qua mạng di động và thứ hai là dùng qua mạng wifi. Nếu tôi dùng wifi thì nó phải qua cái mạng gia đình hoặc qua cái mạng công sở để mà ra ngoài. Còn nếu mà dùng mạng di động thì ta có thể kết nối trực tiếp từ cái thiết bị của mình, cái thiết bị 3G, thiết bị 4G kết nối trực tiếp qua mạng di động cũng được, nó không cần qua mạng gia đình. Thì cái trường hợp mà dùng mạng wifi thì hiện nay chúng ta dùng cái chuẩn đa số là chuẩn thiết bị mới chuẩn N rồi, và tốc độ nó lên đến là chỉ là 450 đâu, tốc độ lên đến 1.200-1.300 Mbps, nhanh hơn rất nhiều so với con số này. Độ phủ của wifi là tầm khoảng là 20-30 mét trở lại. Mà về mặt kỹ thuật á, cái mã dùng trong cái công nghệ wifi 802.11, tùy vào phiên bản nó có thể là B, G và N. Tùy phiên bản nó sẽ khác mạng với nhau. Còn cái mạng mà mình nói lúc nãy là 3G, 4G chẳng hạn, sắp tới đây ta sẽ có mạng 5G chẳng hạn. Thì độ phủ của mạng 3G, 4G thì nó có thể vài cái km. Tốc độ hiện nay 4G có thể lên đến tầm 40 Mbps/s, 3G thì lên đến tầm 10 Mbps/s. Thì cái tốc độ có thể thay đổi tùy vào cái quốc gia, tùy vào cái cách cái cấu hình ở mạng điện thoại. Về cách mà nhận dữ và gửi dữ liệu trong mạng máy tính ấy, nói chung thì chúng ta dùng cái cơ chế gọi là packet switching network, và trước khi gửi dữ liệu đi ấy, thì dữ liệu được đóng thành những cái gói, gọi chung là packet và cái gói đó được gửi qua cái đường truyền internet đó. Thì đường truyền, mỗi đường truyền nó sẽ có một cái tốc độ gọi là tốc độ truyền dữ liệu, tiếng Anh gọi là transmission rate. Và đây là R đây, đó, tốc độ truyền dữ liệu. Nào, thì như vậy để mà truyền hết một gói tin thì thời gian sẽ là lấy cái kích cỡ của cái gói tin L chia cho R, thì cái thời gian là truyền dữ liệu. Nhưng mà để hiểu rõ hơn cái bản chất như thế nào là tốc độ truyền dữ liệu thì chúng ta phải nhìn kỹ hơn tí về cái đường truyền. Ở đây tôi ví dụ, tôi lấy một ví dụ thế này để so sánh cho em hiểu. Giả sử cái đường truyền này nó không phải là đường truyền để truyền dữ liệu, mà nó là một cái ống nước để mà chuyển nước giữa hai địa điểm. Và chúng ta có những cái gọi là những cái xô nước chúng ta cần phải đổ từ đầu này qua đầu kia, đúng không? Thì đối với cái đường ống nước, những cái yếu tố nào
mà sẽ tác động đến cái tốc độ, hay nó là cái thời gian chúng ta chuyển nước cái số nước từ đầu này qua đầu kia. Chúng ta dễ nhận thấy nhất là yếu tố đầu tiên là cái trường hợp cái tiết diện nó to hay nhỏ. Nếu mà cái tiết diện nó lớn thì khi chúng ta đổ cái thì nó chỉ chạy qua đầu kia nhanh hơn, đúng không? Nhưng mà cái tiết diện thôi á, thì nó đủ chưa? Thời gian mà chúng ta chuyển hết cái số nước bên này qua bên kia nó còn phụ thuộc vào cái chiều dài của đường ống nữa. Nếu đường ống nó chỉ 1 mét 2 mét thì là khác, nhưng mà đường ống nó tới 50 mét thì nó lại sẽ khác. Như vậy chúng ta thấy là cái thời gian mà di chuyển nước, một số nước từ đầu này qua đầu kia, nó không chỉ phụ thuộc vào cái tiết diện đường ống mà còn phụ thuộc vào chiều dài đường ống nữa. Thì nó y hệt như vậy cho một cái kênh truyền dữ liệu trên mạng máy tính, đúng không? Vậy chúng ta hiểu R như thế nào ở đây? Chúng ta hiểu R giống như cái tiết diện của đường ống, hay nói nôm na là cái năng lực mà chúng ta có thể đổ dữ liệu lên cái đường dây dẫn bao nhiêu bit trên một giây. Tuy nhiên á, cái thời gian mà dữ liệu mà cái cuối tin á, nó chuyển từ đầu này qua đầu kia nó còn phụ thuộc vào cái thời gian mà tín hiệu lan truyền đến đường dây dẫn nữa. Cho nên nếu mà cái đường dây dẫn nó ngắn thì thời gian nó nhận đầu này nó sẽ ngắn, còn nếu đường dây dẫn nó quá dài thì thời gian nó sẽ lâu. Như vậy thời gian thực tế là ngoài cái việc mà lấy thời gian L chia R này, chúng ta phải cộng với thời gian mà tín hiệu di chuyển trên đường dây nữa. Và thời gian tín hiệu di chuyển nó được gọi là cái propagation delay. Và hiện nay là từ tốc độ di chuyển tín hiệu thì nó gần như là tốc độ ánh sáng. Nếu cái khoảng cách nó tương đối ngắn thì tụi mình không đáng kể, nhưng mà nếu khoảng cách dài thì nó là đại đáng kể. Như vậy tụi em biết là thời gian nó ảnh hưởng vào cái transmission delay đúng không, cộng với cái propagation delay nó vẫn còn những cái yếu tố khác ảnh hưởng thời gian đó. Chúng ta sẽ biết sau ha. Rồi, tôi có tạm dừng cho này một tí. Đến cái giai đoạn này thì các bạn có câu hỏi gì không? Giờ thấy được là 37 bạn rồi. Một số bạn còn trẻ, em biết là có lý do về cái kỹ thuật gì không mà nó bị trễ như vậy. Đấy. Nó thì Ok, rồi hiểu hiểu. dạ thầy ơi, thầy có thể nói lại thông báo môn học này cho tụi em biết được không thầy? Dạ tụi em mới thi xong á. Rồi thôi để tí này, tí mà mình dành thời gian mà nói lại sao. Thực ra cái phần mình nói là về thông báo chung về môn học đúng không, thông tin về số tín chỉ này kia đúng không? Về cách học rồi với lại phần điểm thành phần rồi cách học như nào á. Rồi thì cái đấy thì mình có ghi video cái này, thì mình bố từng link lên trên trong trên trang trong môn học á, để em có thể lên đó đọc. Dạ em cảm ơn. Còn còn mình sẽ upload cái đề cương môn học lên trong web luôn, tụi em có thể tham khảo đề cương sẽ có được thông tin này. Em xin hỏi là tới cuối giờ thầy có thể cho em tới cuối giờ cho thầy cho em hỏi về những cái lịch dạy khác của thầy cho môn này, có gì em học bù cuối giờ rồi thầy nói với em. Rồi rồi, cuối giờ mình nói thêm cho cái chuyện đó. Cảm ơn thầy. Thôi cái thông tin này để mình post lên cái forum của môn học luôn. Tại vì cái môn học này là ngoài giờ của mình có giờ thầy Hoài, có giờ của thầy Lai nữa. Cái học kỳ này có rất nhiều lớp môn bạn này. Ngay cả ngày trong ngày hôm nay thôi là mình có tới 4 lớp rồi, một lớp tiếng Anh và 3 lớp tiếng Việt. Một lớp bắt đầu từ lúc mấy lớp tiếng Việt ha, một lớp bắt đầu từ 10 giờ sáng cho đến 12 giờ. Một lớp từ 2 đến 4 và một lớp từ 4 đến 6. Thì cái lớp chúng ta là từ 4 đến 6. Nó sẽ là nhanh luôn cho hỏi các bạn. Liên quan tới cái nội dung kỹ thuật ha, cái phần trình bày lúc nãy là các bạn nào thắc mắc không? Rồi nếu các bạn nào thắc mắc là chúng ta thôi nghỉ giải lao cũng 10 phút ha, rồi quay lại. Các bạn nào mới thi xong thì thôi nghỉ sớm hơn tí ha.